Đây là cây bồng bồng. Cây bồng bồng. Quả này ăn không được nhưng mà ta để người ta làm thuốc. Người ta làm thuốc gì đấy. Này lên mạng các bạn tra sẽ biết được là người ta dùng cái quả này để làm một vị thuốc nào đấy. Đây, cắn cắn cái quả. To. To như to còn hơn, to hơn cả quả bưởi luôn. Quả bưởi thì to ấy mà quả này to hơn cả quả bưởi nữa. Đấy, đây là video mà Thập Cẩm TV làm một video này để giới thiệu với các bạn về cây bồng bồng. Cây bồng bồng nha mọi người. Rồi, chào mọi người nha. Chúc mọi người mùng 2 Tết vạn sự như ý. Phát lộc phát tài.